Mình tên là Vân Anh, mình là phụ huynh của bạn Công Minh, học ở lớp Next Gen. Bạn Minh nhà mình thì biết đến lập trình là từ khi bạn ý bắt đầu năm học lớp 3, và chính thức là bạn ý bắt đầu vào học một cách nghiêm chỉnh bài bản ở Tech Kid là khi bạn ý bắt đầu hè từ năm lớp 5 lên lớp 6, cách đây 2 năm. Mục đích của mình khi mà cho bạn ý đi học lập trình này thì chủ yếu là để cho bạn ý vào trong một cái môi trường của các anh chị ở đây, thì để bạn ý biết là một lập trình viên khi mà làm việc thì phải làm việc một cách nghiêm túc như thế nào. Mình cũng chỉ mong là bạn Minh sau này bạn ý học ở đây, nó là một cái trang bị kiến thức cho bạn ý để tương lai bạn ý có thể có một cái gì đấy tốt đẹp hơn. Với bạn Minh nhà mình thì mình thấy cũng không thành vấn đề lắm, vì thực sự là bạn Minh nhà mình cũng thuộc dạng là người nghiện game, nhưng không phải là nghiện game online. Nhưng mà mình chỉ cần quy định với bạn ý, tức là vì bạn ý một khi mà bạn đã đam mê lập trình thì mình chỉ cần quy định với bạn ý là phải đảm bảo muốn chơi game, muốn học lập trình thì phải đảm bảo được tốt tất cả các bài học ở lớp. Cái vấn đề đấy thì mình thấy là bạn ý thực hiện cũng khá là nghiêm chỉnh, và mấy năm nay rồi cũng kết quả học tập ở trường cũng không có vấn đề gì cả. Ngay từ đầu lúc mà bạn Minh bắt đầu học cái 4 buổi miễn phí, 4 buổi trải nghiệm với ở Tech Kid ấy, thì mình cũng có rất ấn tượng với những bạn phụ trách của trung tâm của Tech Kid. Thì mình thấy các bạn rất chi là nhiệt tình, có tâm huyết và rất là tận tâm với công việc, và cũng có cái ý cầu thị rất là tốt. Khi mà bạn Minh nhà mình ở đây ấy, thì bạn ấy thật sự là mình cũng thấy được là bạn Minh, bạn ấy cảm giác như là bạn ấy học với các thầy, nhưng mà cũng các thầy như là những người anh, những người chị của bạn ấy. Tức là có thể có những cái vấn đề bạn ấy không tâm sự gì với mẹ đâu, nhưng có khi đến đây là có khi ngồi rủ rỉ gì đấy là cũng các bạn ấy cũng có thể tâm sự. Và các anh chị cũng dạy các bạn ý cũng rất là nhiều điều, cũng hướng được cho các bạn ý đến những cái gì đấy tốt đẹp. Mình nghĩ là trong tương lai thì lập trình và ngoại ngữ là hai cái rất quan trọng để cho các bạn trẻ này có thể phát triển cho công việc của các bạn ý sau này. Các cụ đã bảo rồi là cho cần câu chứ không cho con cá. Thì mình nghĩ là các bố mẹ ở của các bạn ở những lứa tuổi nhỏ như thế này, thì thay vì là mình nghĩ đến cái khoản đầu tư sau này cho các bạn ấy kiểu khác, thì mình hãy cho con đến trường học về lập trình để có thể là làm cho các bạn ấy là có một cái cần câu tốt hơn, để các bạn ấy có thể câu tương lai, là các bạn ấy có thể câu được những cái con cá nó to hơn ở cho tương lai của bạn ấy tốt hơn.